các bạn, hôm nay Katie muốn nói về chủ đề Stay Away From Use and Throw Plastics. Mình sẽ có cụm là use and throw, tức là dùng và quăng đi, tức là những cái loại nhựa mà xài một lần. À, hãng Bamboo Airways, mình nghĩ vậy, đang cố gắng là dùng wooden cutlery set. Wooden cutlery set, tức là những cái bộ dao, muỗng, nĩa, thay vì những cái bộ mà dao, muỗng bằng nhựa mà các cái hãng hàng không rất là hay xài. Thì đây là một cái hành động cũng đáng khen ngợi ha. Nhìn rất là dễ thương và thân thiện với môi trường. Wooden cutlery set. Và tiếp tục, cách thứ hai mà Katie hay dùng đó là always carry your water bottle and mug. Mình sẽ có cụ cụm là water bottle, tức là bình nước, và cái mug là những cái ly lớn lớn và có cái quai như vậy đó. Okay. Và các bạn tin mình đi, các bạn phải develop a habit, tạo cho mình một cái thói quen. Khi các bạn cầm những cái thứ này đi với mình á, khoảng một tuần và một tháng, thì các bạn, khi mà các bạn mà dùng những cái chai lọ, các bạn sẽ cảm giác là khó chịu và các bạn chỉ muốn dùng những thứ này thôi. Tiếp tục, mình sẽ có động từ là use, và tính từ của nó là usable, là có thể sử dụng được, và sử dụng lại thì mình sẽ dùng là reusable. Ok, reusable. À, và đi làm thì Katie lúc nào cũng mang theo nó. Bring your old reusable cup. Bring your reusable cup. Ok. Những cái ly mà có thể xài được hàng trăm, hàng ngàn lần, thì cái này nó sẽ không có hại gì đến môi trường lắm, đúng không? Và cách cuối cùng thì Katie hay chơi với con mình, đó là recycle the plastic bottles. Recycle the plastic bottles. Cái này ở nhà nhiều lắm, không cần mua, không cần gì, mà chỉ cần chơi với con mình và cùng làm make a flower stand. Chịu khó chút xíu thì mình có thể làm được những cái sản phẩm những dễ thương. Các bạn coi cái sản phẩm của mình nè, ta-da, ok, cũng được đúng không? Make a flower stand, just be patient. Mình chỉ nghĩ đó là một cái trò chơi với con, và của hai mẹ con cùng làm cái gì đó để khỏi phải vứt những cái water bottle ra ngoài thôi. Okay. Và các bạn trẻ bây giờ đã có một cái cụm từ rất là phổ biến, đó là BYOB. Nghĩa là gì ta? BYOB stands for Bring Your Old Bag. Tức là hãy mang những cái túi của chính mình theo, thay vì mình mang túi nhựa, đúng không? Thì mình sẽ mang bằng túi vải. Và bây giờ người ta làm rất là nhiều cái loại túi vải rất là xinh xắn ha. Ok, hẹn gặp lại lần sau nhé.